Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng trên VTC14. Như thường lệ, trước khi đến với những tin tức cập nhật về tình hình giao thông trên cả nước, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi số liệu về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 12 do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 30 người, bị thương 42 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 42 vụ, làm chết 29 người, bị thương 41 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông của Cục và cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt các địa phương đã kiểm tra xử lý 6.381 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo, ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Hưởng ứng ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam được tổ chức vào ngày thứ Sáu mùng 4 tháng 12, Jetstar Pacific sẽ bán ra 4.000 vé máy bay giá 12.000 đồng một chặng trên nhiều đường bay nội địa và quốc tế. Cụ thể, 10 đường bay nội địa được áp dụng giá vé rẻ trên là tuyến Thanh Hóa Buôn Ma Thuột, Hà Nội Tuy Hòa, Vinh Nha Trang, Buôn Ma Thuột Chu Lai. Các đường bay giữa Đà Lạt, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Chu Lai, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng 4 đường bay quốc tế giữa Hà Nội và Bangkok, Hồng Kông, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bangkok, Singapore. Vé máy bay bắt đầu mở bán từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút ngày 4 tháng 12 tại website www.onlinefriday.vn và tiếp tục được mở bán đến hết ngày 6 tháng 12 tại website www.zstar.com, áp dụng cho hình thức thanh toán trực tuyến tại thời điểm đăng ký. Một trăm chiếc xe đạp chuyên dụng vừa được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Cần Thơ trao cho cảnh sát khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo Công an thành phố Cần Thơ, cảnh sát khu vực là lực lượng trực tiếp ở địa bàn cơ sở, thường xuyên gần gũi, quan hệ mật thiết với nhân dân, nên việc trang bị xe đạp không những giúp cho cán bộ, chiến sĩ thuận tiện trong công tác tuần tra, gặp gỡ nhân dân, mà còn là sự đổi mới về tác phong làm việc gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân. Được biết, Công an thành phố Cần Thơ đang vận động thêm 200 xe đạp chuyên dụng nữa để trang bị cho cả 300 cảnh sát khu vực trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, tình hình giao thông thủ đô đã có những chuyển biến tích cực khi số điểm ùn tắc giảm từ 89 điểm trong năm 2012 xuống còn 51 điểm trong năm 2015. Tuy nhiên, dự báo tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là khu vực nội đô từ đường Vành Đai Ba trở vào và trên một số tuyến đường trục hướng tâm. Do đó, thành phố tiếp tục đặt mục tiêu giảm tối thiểu 40 điểm ùn tắc và không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, sẽ đẩy nhanh việc di rời các cơ quan, trường học, bệnh viện ra khỏi trung tâm thành phố. Dự kiến tổng kinh phí để thực hiện chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 là 2.167 tỷ đồng. Vào sáng nay ngày 2 tháng 12, rất nhiều người dân khi ra đường gặp sương mù dày đặc xuất hiện bao trùm toàn thành phố Hà Nội. Các phương tiện giao thông di chuyển gặp nhiều khó khăn, nhiều chủ phương tiện đã phải bật đèn sương mù để đảm bảo an toàn. Theo ghi nhận của chúng tôi, sương mù xuất hiện dày đặc nhất vào lúc 7 giờ. Tại nhiều nút giao thông như Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ đều xảy ra hiện tượng các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn, thậm chí đèn tín hiệu giao thông cũng bị sương mù che phủ một phần. Trên các tuyến đường như Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Nguyễn Trãi, các phương tiện giao thông như ô tô và xe máy phải bật đèn sương mù hoặc đèn chiếu sáng gần. Khó khăn nhất vẫn phải kể đến những người dân phải di chuyển qua các cây cầu bắc ngang qua sông Hồng. Ở khoảng cách 5 mét, các phương tiện đã gặp khó khăn và khó có thể quan sát nên các phương tiện vẫn phải di chuyển khá chậm. Đến khoảng 9 giờ khi nắng xuất hiện thì sương mù mới tan hẳn. Đây là đợt sương mù dày đặc đầu tiên của năm nay. Từ ngày mai, toàn miền Bắc và thủ đô Hà Nội sẽ bước vào một đợt rét với nhiệt độ hạ thấp ở ngưỡng 15 độ C. Trong khi tiến hành thi công bù vênh và lớp bê tông nhựa tạo nhám cho dự án đường cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình, đã xuất hiện tình trạng độ cao tôn sóng đoạn cao đoạn thấp, không đảm bảo an toàn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị liên quan, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ sớm đưa công trình vào khai thác, thì cần đảm bảo yếu tố chất lượng và thẩm mỹ.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, sau khi bù vênh mặt đường bằng bê tông nhựa, nhiều vị trí không bằng phẳng gây mất an toàn giao thông. Nhiều đoạn sau bù vênh cao độ tôn sóng không còn phù hợp, đoạn cao, đoạn thấp không đều, không những không đảm bảo an toàn giao thông mà còn mất mỹ quan công trình. Do đó, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC được yêu cầu xem xét điều chỉnh lại cao độ tôn sóng cho phù hợp, đảm bảo kinh tế, kỹ thuật, tuyệt đối an toàn trong quá trình khai thác. Ngoài ra, VEC phải tiếp tục chấn chỉnh tư vấn nhà thầu trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh trên tuyến, đặc biệt lưu ý bổ sung đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo, đèn tín hiệu vào ban đêm, hệ thống biển báo phải đặt trước đoạn tuyến đang thi công tối thiểu 250 m để các phương tiện nhận biết và làm chủ tốc độ. Công an thành phố Hà Nội cho biết, bắt đầu từ ngày 6 tháng 12 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, người có nhu cầu cấp biển số xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện sẽ được đóng số máy đông và đóng khung miễn phí. Sau ngày 30 tháng 6, nếu không hoàn thành đăng ký, chủ xe sẽ bị xử phạt theo quy định. Cụ thể, người có nhu cầu sẽ chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định. Cơ quan đăng ký xe kiểm tra hồ sơ đăng ký xe đúng quy định, kiểm tra thực tế xe. Nếu xe có đủ số máy, số khung và phù hợp với hồ sơ đăng ký xe, thì cấp ngay biển số xe và viết giấy hẹn cho chủ xe. Tuy nhiên, nếu xe chỉ có số máy hoặc chỉ có số khung, xe không có số máy và số khung hoặc có cả hai nhưng đều đã bị mờ hay hoen gì, thì cơ quan đăng ký xe cấp biển số xe và tổ chức đóng số máy, số khung theo số biển số xe, viết giấy hẹn cho chủ xe, việc đóng số máy, số khung sẽ không thu lệ phí. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cho biết, sau ngày 30 tháng 6 năm 2015, chủ phương tiện không đi đăng ký xe mà sử dụng khi tham gia giao thông là vi phạm và sẽ xử phạt theo quy định. Thống kê của Cục Thống kê cho thấy trong 11 tháng qua, giá trị nhập khẩu ô tô về nước ta đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả linh kiện và phụ tùng ô tô. Như vậy, trung bình mỗi tháng người Việt bỏ ra 481 triệu đô la Mỹ nhập khẩu nhóm hàng hóa này. Cụ thể, Cục Thống kê cho biết kim ngạch nhập khẩu ô tô là 5,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó ô tô nguyên chiếc được nhập về tăng 91% mà chiếm một nửa là ô tô dưới 9 chỗ ngồi. So với các năm gần đây, tốc độ nhập khẩu xe ô tô về Việt Nam 11 tháng qua tăng mạnh cả về lượng và trị giá, và riêng 11 tháng năm nay đã nhập nhiều hơn cả hai năm 2013 và 2014 cộng lại. Thưa quý vị, sau hơn một tháng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp nhận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải di rời toàn bộ tàu thủy nội địa trên Hồ Tây sang địa điểm mới nhằm bảo vệ môi trường và cảnh quan, thì đến nay mọi thứ đều vẫn dậm chân tại chỗ. Cuối tháng 8 năm 2015, đoàn thanh tra của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã xử phạt hành chính một số nhà nổi du thuyền và đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa hoạt động trái quy định tại đây. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc di rời bến tàu này về đầm 7 thuộc phường Nhật Tân. Các phương tiện thủy nội địa cũ nát không sử dụng phải đưa ra khỏi hồ. Mặc dù đã quá hạn hơn một tháng để di rời, tuy nhiên những ngày qua, các tàu thuyền mà thực tế là những nhà hàng di động vẫn tấp nập. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn chưa có những động thái cương quyết để xử lý. Không chỉ là không gian thư giãn của người dân, hiện Hồ Tây còn đang là một điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách trong và ngoài nước. Bộ Giao thông Vận tải vừa có yêu cầu các đơn vị trong ngành giao thông chuẩn bị tốt việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Bính Thân 2016. Theo đó, không nên để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê đón Tết vì thiếu xe. Các đơn vị xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông, đảm bảo giải tỏa hành khách và hạn chế tối thiểu ùn tắc giao thông, trong đó tập trung bố trí phương tiện, tăng cường bổ sung hoặc điều chuyển phương tiện khi có nhu cầu, bố trí lái tàu, lái xe, phi công, nhân viên phục vụ, đồng thời kiểm tra các điều kiện an toàn vận tải, đảm bảo cho người dân đi lại được thuận tiện và an toàn. Các đơn vị vận tải cũng cần chấp hành nghiêm các quy định về quản lý giá cước và số hành khách, phương tiện. Để hiểu rõ hơn về nội dung hướng dẫn của các biển báo giao thông thường gặp, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip giới thiệu về những biển chỉ dẫn giao thông đường bộ phổ biến tại Việt Nam. Thank you.
Cách đây khoảng 2 tháng, Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDF chính thức đề xuất tăng phí quốc lộ 5 và được Bộ Tài chính chấp thuận. Ngay sau đó, VDF đã hứa hẹn rằng trước thời điểm tăng phí lên gấp 200% sẽ cải tạo mặt đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Nhưng thực tế, hiện mặt đường quốc lộ 5 vẫn trong tình trạng hư hỏng, có đoạn xuống cấp nghiêm trọng chỉ sau 2 ngày thực hiện tăng phí. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Cái mong muốn người dân cũng là mong muốn của doanh nghiệp và công nhân luôn thôi. Tất nhiên là các nguồn thì cũng phải cân đối để đảm bảo hài hòa, làm sao mà bảo cái chất lượng mặt đường tốt nhất, cũng như là các đầu tư cho cái việc mà đường cao tốc cũng phải đảm bảo. Thì tôi nghĩ rằng với cái chủ trương hiện nay mà để đảm bảo cho cái việc mà mặt đường đảm bảo tốt thì đấy cũng là chủ trương nhất quán vi phái, và đặc biệt là thực hiện cái chỉ đạo của ông Tài cũng như là các bộ thì cũng đang triển khai. Thì cái mong muốn này tôi nghĩ các bên cũng đang giải quyết và chúng tôi cũng thực hiện với nguồn lực cao nhất. Khác với lời ông Huỳnh, đó là tình trạng mặt đường hiện nhiều khu vực trên tuyến quốc lộ 5 vẫn hư hỏng như thế này. Mặt đường lún tạo thành các vệt dài xuất hiện tại nhiều khu vực. Điều này khiến hàng ngàn người điều khiển phương tiện bức xúc khi tăng mức phí đối với các loại xe lên gấp 3 lần. Mặt đường thì hơi xấu và đèn xanh đèn đỏ nhiều quá, đi toàn bị tắc đường thôi. Ở mức phí này chúng tôi cũng làm taxi thì chúng tôi cảm thấy là cao quá. Chỉ 20.000 chúng tôi có thể chấp nhận được anh ạ. Mức tăng phí trên quốc lộ 5 hiện thấp nhất là 30.000 đồng một lượt và cao nhất là 160.000 đồng một lượt. Trong đó, đáng chú ý là mức phí đối với xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng có mức tăng cao nhất từ 10.000 đồng lên tới 30.000 đồng một lượt, tức là tăng tới 200%. Nếu mà so với mức phí giờ xe như bọn chú này mà đóng với giá 30.000 mà đi từ cung đoạn Hải Phòng đến Hà Nội. Thế mà như thế này là nên đề nghị các lãnh đạo và cấp trên nên xem xét lại như thế nào cho nó phù hợp, chứ còn như chú như thế xét như thế này là quá cao chứ không phải đấy. Vâng. Vì trước có 10.000 bạc mà giờ tăng một đột biến lên 20.000 nữa là vị chi là bằng gọi là 30.000 một lượt như thế này. Thì bây giờ mình đi thì mình người ta bảo là thì mình biết thế thôi, chứ bây giờ kể cả thu đến 100.000 thì tất cả cái người dân ta phải cõng hết, chúng em chỉ là cái người chạy thôi, kể cả thu bao nhiêu lên thì cái người cái đầu vào cái đầu ra là phải chịu hết. Cước giờ nó thu nhập hội em được ít, bây giờ cước cao quá, đi cầu đường nó cao này thì cứ ít lắm, thua và ảnh hưởng đến nhiều. Quốc lộ 5 là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Mỗi ngày trên tuyến có khoảng 16.000 lượt phương tiện lưu thông qua lại. Vì thế, việc tăng phí không đi kèm với chất lượng dịch vụ có thể sẽ gây ra những phản ứng trái chiều. Mà thực tế, nó đã xảy ra như thế này trong 2 ngày vừa qua. Bản tin Giao thông An toàn ngày 2 tháng 12 của kênh VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo. We'll be right back.